Em không phải là hỏi anh điều đó. Em định hỏi tại sao lại xa em. Nói đi. Chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều con sóng phù phàng, cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ. Cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Không bao giờ. Đó chỉ là cái cớ của anh thôi.